Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người sản phẩm. Đấy chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Hyundai Grand i10. Sản phẩm của Ấn Độ, được sản xuất tại nhà máy Halon. Đây, Halon Automotive System India. Đây là cái tên của cái thành phố nơi sản xuất. Cái này, đây là số mã của sản phẩm B105QQAA gạch ngang 01-01 gạch ngang, được sản xuất từ tháng 8 2000. Sản phẩm này thì được bọc bởi cái bìa này, bởi vì khi mà đóng thùng về thì nó rất chiếm diện tích nên là chi phí cước vận chuyển nó rất là cao. Đây, em xin mời mọi người sẽ nhìn qua này. Đây là hai cái ống dẫn nước của dàn sưởi. Trên cái này thì trên hai cái ống này của bên nhà máy người ta cũng vẫn giữ nguyên số ạ. Anh em có nhìn thấy nó hơi nhỏ một chút. Đây vẫn là hai cái số mã này, 204B12. Trên này cũng thế, người ta ghi mã thế. Bởi vì tất cả những cái hàng sản phẩm theo nhà máy, theo xe thì nó đều theo mã. Và đây trên ống này cũng thế ạ. Đây là ngày giờ để sản xuất. Đây, em sẽ bóc ra để anh em cùng xem nhé. Nó bọc như thế này để cho nó không bị hỏng cái lan anh em. Rồi, anh em nhìn thấy chưa? Rồi, đó. Đây là hình ảnh của sản phẩm đấy ạ. Đây anh em nhìn này. Cái dòng sản phẩm được làm tại nhà máy của nó này. Các cái lan nhiệt nó rất là đều, nhỏ, nó không thưa. Càng lan này càng dày thì giúp cho cái hệ tải nhiệt nó rất là tốt. Đây, các cái lan, ống lan nó rất đều nhau. Sản phẩm này thì nó được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp. Đây, ngày 5 August 2019. Bao quanh viền này là một lớp móp xốp để chống móp, khi anh em đưa vào nó rất là khít. Sản phẩm này giúp hỗ trợ làm sấy nóng trong xe, khi mà nhất là mùa đông đến hoặc mùa nồm mùa ẩm. Xe nào có hệ thống sưởi này, tức là điều hòa hai chiều, thì em khuyên chân thành là anh em lên bật lên, nó sẽ rất là tốt. Không chỉ giúp là thoải mái khi ngồi lái xe, mà cái hệ thống dàn sưởi này khi được hoạt động đều thì nó sẽ được bền hơn, tốt hơn. Đây, em sẽ đo để em cái thông số nhé. Cái dàn sưởi của con i10 có thông số là 20,5 cm, chiều dài là tức là đến phủ cả xốp, chiều rộng của nó là rơi vào 10 cả xốp là 16,5, và chiều dày của nó là rơi vào 3 cm. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp ạ.